Em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay em sẽ làm một cái video lái con máy xúc này đi trộn bê tông với các bác. Thì bây giờ mình sẽ quay cái chỗ cái máy trộn này cho anh em nhá. Hiện tại thì bây giờ là mình xúc xi cũng như là cát sỏi vào cái bong này để cho cái xe nó tự trộn các bác. Đó, thì hôm nay thì hành lang của mình đây người ta đã đầm ấy hết rồi, nó đã đủ cốt rồi. Đó, tất cả những cái chỗ kia là sau này sẽ đầm hết cơ nhá, à sẽ xe đổ bê tông hết. Đó. Đấy, bây giờ xe nó đang xả ra đây này. Cái xe này thì chạy được một đầu nổ, lai cả số di chuyển này, cả số trộn nữa. Bê tông này lúc nãy các bác tưới nước vào nó hơi bị hơi nhiều nước đây này, cái nước này lúc nãy tưới ra là nó hơi nhiều nước. Đó. Đấy, bây giờ tiến lên để lùi vào kia. Đấy, tất cả những cái cống khu kìa là nó bây giờ hiện tại nó đang cao hơn, nhưng mà cái mặt này sau này người ta áp phan lên 10 phân nữa các bác nhá. Áp phan lên 10 phân thì nó trải rộng hết cái chỗ này luôn. Đó, thì cái kia, cái cống kia sau này nó ở dưới thấp. Bây giờ là xả ra hết này. Quay này là nó có cái hệ thống gọi là cánh ở dưới các bác, nó quay là nó xả nó đập bê tông ra đấy, nó đi ở cái cào ở dưới đáy của nó. Nhưng cái dòng này thì đi lại nó hơi chậm các bác, bởi vì là cái đầu nổ của nó lai hết tất cả, nó cũng kém. Bây giờ thì đổ đến chỗ này rồi, lúc nãy thì đi ở trong này các bác. Bây giờ đổ chỗ này thì chắc là bây giờ là phải đi ra ngoài này, vòng vào đây. Đấy, bây giờ cái chỗ này còn đang mắc cái xe này lên. À, anh ấy vẫn vào đây, anh lấy một xe nữa. Lại đi luôn lên bê tông. Đi như thế này là nó khê, khó làm lắm các bác. Đi lên này. Chỗ này do là cái vật liệu này nó nhiều quá, sang bên kia mình múc không sang bên kia được. Bây giờ anh ấy đi cắt xi với nhá, anh ấy đi ra đây để anh cắt xi. Đây nó hơi bụng một tí thì mình đội đeo khẩu trang và nói nó không được rõ lắm thì anh mong anh em thông cảm nhá. Đó, thì một khối này là người ta cho 7 bao xi các bác nhá. Đó, một khối, còn cái này nó là đầy thì như cái anh chủ xe anh bảo là nó là một khối tư khi mà nó gần đầy. Đó. Cắt 7 ba xi vào đây xong đó là mình múc lên thôi. Đến vào gần đây. Đó, múc ở đầu này thì là anh ấy cắt thì cắt ở dưới đáy thì nó sẽ rơi ra hết luôn. Rất là dễ. Không phải rũ bằng người nữa, bằng máy nữa. Đó, nó sẽ tự nó hết luôn. Vẩy vào này hết thì mình lại xuống kia mình cào xi sang các bác nhá. Do người ta xếp nó hơi bị xa một chút. Đó. Nó tụt ra hết luôn. Lèm kia bây giờ nó hơi cùn rồi. Ok rồi các bác nhá. Bây giờ thì mình sẽ gạt cái này vào. Thì mình múc quãng độ là 6 cái gầu này cả xi cả cát. 6 gầu xong rồi còn lại là 5 gầu đá.
đổ trực tiếp vào thôi. Cái đoạn này thì nó hơi bụi. Này phải chờ nước anh ạ. Chờ để lấy nước để tưới vào. Có nước rồi thì mình sẽ thả các bác nhá. À, nó hơi bụi một tí nhưng mà nó bay ra phía ngoài kia thôi, nó không bay vào người mình, nó cũng đỡ. Đấy, nó đứng này, nó đứng ngược thuận chiều gió các bác. Cái công nó bay vào người thì mệt lắm, cái này nó bụi, không thả nhẹ được ấy chứ. Thả nhẹ thì nó lại dính vào cái quay quay kia, cánh quạt quay quay kia. Nhiều tiền mua cái gì để trước. Mua nguyên cát trước các bác nhá. Xong rồi lát nữa mình sẽ mua sỏi vào sau thôi. Xi măng. Bây giờ mình sẽ đến cái đoạn múc đá. Múc khoảng 4-5 cầu đá. Nghiêng nó tràn lại hết các bạn. Như này được không? Nó gọi như kiểu bê tông thủ công luôn. Nó vào số để đi. Các bác cái trèo lên luôn cái tấm lan kia nhá. Tấm lan kia người ta đổ sắt chết là rất là cứng luôn. Xe bê tông nó vẫn đi rồi, này nó đi lên kìa. Đi vào nó chả ảnh hưởng gì, ở dưới người ta xây nhớ rất là ngon. Đó. Xe này thì nó là xe hai cầu đó nhá. Đó, người ta xả luôn rồi. Xả ra đó không cào. Cái này đúng ra trộn thì nó cũng rất là nhanh thôi, nhưng mà do là cái quá trình đi lại này nó cũng không thể nhanh được. Đó, xe nó ấy ở đó thì mình sẽ đi cào xi anh em nhé. Lại cào một lô xi về nữa. Lúc nãy mình cào rất là nhiều cơ, nhưng mà làm dần nó hết đấy các bác. Thank you.
À, nó gọn gọn là để các bác kia, các bác đi làm, các bác đủ xe rùa ở đây cũng được. Lại qua lên đây thôi, lại đi lên trên này. Mình làm một cái đường ngon lành đi đàng hoàng. Xì cát sỏi vật liệu nó cứ ở gần như thế này làm nó rất là nhanh, rất là dễ. Cho quay dọc vào xì ra. Liên măng này là mác ở đâu PC40 có nhá. PCB40. Đó, mình sẽ để như này. Ok, chờ các bác ấy về cắt. À, xong mình lại đi ra xem cái chỗ đấy nhá. Chúng ta đi lên đây luôn. Đó. Tiếp tục như vậy, cứ như thế này thì mình trộn được rất là nhiều, có rất là nhiều video luôn. Đi một chân trên chân dưới. Bạn ơi, mình sẽ tưới nước vào đây để cho nó cạn cho này. Lên cắt xi. Cái camera của mình nó sắp hết pin rồi. Đang mình làm cái video này đến nó còn 14% thì mình sẽ làm đến lúc nào nó hết thì thôi các bác nhé. Lúc nào nó hết ấy thì thôi. Hết pin thì thôi. Hôm nay thợ thì có ba bác thôi, ba bác làm nó hơi chậm một chút. Đó. 4 bao rồi anh em nhá. Hai bao này nó là 6 bao. Một bao này nó là 7 bao. Đó. Ờ, gió. Gió quá. Bây giờ bên này phải chờ nước nữa. Chờ nước ở đây nữa. Cái bom cái kia nó quay rồi các bác nhá. Đó, bây giờ bác kia chú ấy cắm nước rồi. Thì mình sẽ lại múc cái này lên. Đó. Nó chưa có nước nó bụi. Được rồi. Cái video của này của mình nó khá là dài rồi, cái camera của mình nó sắp hết pin. Mình sẽ kết thúc cái video đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Đó, thôi chào mọi người. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến các bác bên dưới video này nhá. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đó, còn anh em có gì thắc mắc thì các bác cứ để lại cái bình luận nhá, hoặc là liên hệ trực tiếp với mình. Ok, thôi chào mọi người.